Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã đến với video của mình. Trong quá trình thực tế khi sử dụng Facebook, các bạn sẽ có nhiều lúc gặp phải những cái vấn đề liên quan đến tài khoản Facebook, thì lúc đó các bạn phải dùng cái số điện thoại để xác minh cái tài khoản Facebook thì mới có thể đổi lại mật khẩu hoặc là có thể đăng nhập được lại với nick của mình. Tuy nhiên có rất nhiều bạn đã gặp phải cái lỗi là Facebook nó không gửi cái mã OTP về số điện thoại cho các bạn để các bạn có thể đăng nhập được vào nick hoặc có thể là để đổi được mật khẩu. Thì cái vấn đề này lỗi chính ở đâu và tại sao lại không nhận được mã? Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục và lấy được cái mã này để giúp các bạn có thể truy cập lại được nick hoặc là đổi mật khẩu hoặc là làm một cái việc gì đó trên tài khoản Facebook của các bạn nhé. Nếu như bạn xem được video này, nếu như quan tâm đến các thủ thuật về Zalo, Facebook cũng như là các cái kiến thức về công nghệ thì hãy ấn đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Các bạn có thể xem được các cái cách có thể vào Zalo không cần mật khẩu hoặc là cách lấy lại nick Facebook ở trên kênh của mình cũng có một video rồi, và cách có thể xem được tin nhắn Messenger của người khác hoặc là cũng có thể là cài điện thoại để có thể xem được camera trực tiếp từ xa, thì có rất nhiều video hay ho trong kênh của mình. Các bạn mà nếu thấy hay, thích thú thì có thể vào trong kênh của mình để xem thêm video nhé. Rồi sau đây xin mời các bạn vào phần chia sẻ của mình nhé. Rồi việc đầu tiên thì mình sẽ phải dùng đến một cái trang trợ giúp của Facebook để có thể lấy được cái mã. Thì cái trang này thì một lát nữa mình sẽ để ở dưới đường link ở mô tả. Nhưng mà trước khi mà các bạn kéo xuống và thực hiện làm thì các bạn hãy xem thật kỹ những cái phần hướng dẫn của mình nhé. Các bước này mình sẽ hướng dẫn trên máy tính. Thế tuy nhiên là các bạn sẽ dùng trình duyệt trên điện thoại thì nó vào thông thường như thế này luôn nhé. Không phải dùng trên máy tính đâu. Các bạn cứ dùng điện thoại, các bạn bấm vào link mình để cho các bạn là các bạn cũng có thể sử dụng được rồi. Chỉ có một lưu ý là các bạn phải đăng xuất cái tài khoản Facebook ở trên trình duyệt web trên điện thoại của các bạn đi nhá. Sau đó thì các bạn nhấn vào cái đường link của mình ở để dưới phần mô tả ấy, thì các bạn sẽ ra được một cái trang như này. Thì cái trang này là trang hỗ trợ 30524 này, cái đuôi trang của nó là 30524 nhá. Thì các bạn sẽ được chuyển đến cái trang này. Các bạn sẽ thực hiện từng bước theo mình nhé. Việc đầu tiên là cái phần email của bạn này. Các bạn lưu ý nếu như cái tài khoản Facebook của các bạn có cả email này, có cả số điện thoại này, thì các bạn hãy điền địa chỉ email của các bạn vào đây. Cái địa chỉ email của cái nick tài khoản Facebook ấy. Còn đối với những cái bạn mà không có cái địa chỉ email ở trên nick Facebook thì các bạn dùng một cái địa chỉ email mới nhé. Cái địa chỉ email mới thì các bạn có thể tạo hoặc là các bạn lấy một cái địa chỉ email bạn sẵn có nhưng mà chưa dùng cho cái nick Facebook này nhé. Để sau chính cái email này là cái email để Facebook có thể gửi cái thông tin qua lại với bạn để có thể trao đổi được với bạn nhé. Đó, thì các bạn hãy điền cái địa chỉ email đấy vào đây. Rồi sau khi các bạn điền được cái địa chỉ email đấy vào đây thì các bạn hãy tiếp theo chuyển đến phần tiếp theo nhá. Các bạn để ý này, nhà cung cấp dịch vụ di động thì ở đây đối với Việt Nam chúng ta thì các bạn để ý là sẽ có những cái nhà mạng, thì các bạn để ý xem cái SIM của bạn đang dùng là nhà mạng nào. Nếu như nhà mạng Viettel thì các bạn hãy điền chữ Viettel vào đây, Vina thì hãy điền Vina vào đây, Mobi thì hãy điền Mobi vào đây. Theo nhé, mình sử dụng đây, mình đang sử dụng một cái SIM của Viettel thì mình hãy để chữ Viettel vào đây. Rồi tiếp theo các bạn hãy nhập số điện thoại, thì các bạn hãy nhập cái số điện thoại của các bạn vào đây nhá. Số điện thoại mà trên cái tài khoản Facebook mà cái số điện thoại mà các bạn đang không nhận được mã ấy, thì các bạn lưu ý các bạn phải nhập cái số điện thoại vào đây, nhập chính xác số điện thoại vào đây nhá. Sau khi nhập cái số điện thoại vào đây xong thì các bạn để ý cái phần quốc gia này nhá. Các bạn hãy chọn địa chỉ quốc gia là Việt Nam nhá. Đó. Hiện tại nếu như có thể các bạn đang sinh sống ở bên nước ngoài, nếu các bạn đang bị không gửi được mã về từ bên nước ngoài thì các bạn hãy sửa những trường thông tin này là tên đúng cái nhà mạng này này. Đó, tên số điện thoại của các bạn này, quốc gia của bạn này, thì các bạn hãy điền đúng những thông tin này trước. Sau đó thì đến cái phần thông báo lỗi này. Các bạn để ý này, cái phần thông báo lỗi thì nó sẽ có 3 mục khác nhau. Đó, mục đầu tiên là số điện thoại đó gần đây đã được xác minh một tài khoản khác. Nếu như trong trường hợp các bạn đang dùng một số điện thoại mà các bạn đăng ký cho hai nick Facebook thì rất có thể các bạn sẽ không nhận được mã. Đó, khi các bạn nhấn vào quên hoặc là khi các bạn nhấn vào nhận mã OTP thì nó không thể nào nó gửi về số điện thoại các bạn, thì các bạn hãy chọn vào đây. Đó, thì để Facebook nó hiểu rằng là cái số điện thoại này đang được dùng cho hai nick thì nó không nhận được mã. Đối với trường hợp mà đây là một số điện thoại các bạn đang sử dụng cho hai tài khoản nhé. Rồi tiếp theo, nếu như các bạn không phải thuộc trường hợp này thì các bạn hãy tích chọn vào đây. Từ trường hợp bạn đã đến giới hạn mã là gì, có nghĩa là các bạn đã yêu cầu gửi mã OTP quá nhiều lần thì Facebook nó cũng sẽ giới hạn. Cái này nó cũng rất giống Zalo các bạn ạ. Nếu như các bạn đã gửi một ngày ấy, nó hay là gửi quá nhiều lần yêu cầu xác nhận OTP ấy, thì các cái trang này nó sẽ chặn không gửi mã OTP nữa để tránh spam. Bởi vì đã gửi mã OTP là họ cũng sẽ mất tiền mà các bạn, cho nên là phải có giới hạn để tránh cái việc mà spam gửi mã OTP, cho nên là nó sẽ giới hạn lại cái số lần gửi. Thì nếu như các bạn đã bị quá cái số lần đó thì các bạn hãy tích vào cái này nhá. Nếu như các bạn không thuộc hai trường hợp này thì các bạn ý ở đây có một cái số khác này. Cái trường hợp này mình nghĩ sẽ có nhiều bạn bị này, có thể là cái số điện thoại của bạn đã bị đá ra khỏi nick này, bị hack nick này, hay bị mất nick, thì nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là nó đổi cái số điện thoại của bạn ra, các bạn không nhận được cái mã OTP nữa. Thì các bạn lưu ý là có một cái phần khác ở đây nhé. Trong cái phần khác này ấy, thì các bạn hãy bổ sung đầy đủ cái thông tin mà các bạn bổ sung vào đây. Thông tin bổ sung là những cái lý do mà bạn đang gặp phải nhé. Đó, cái lý do mà các bạn đang gặp phải là gì thì các bạn hãy viết xuống dưới này, càng chi tiết càng đầy đủ càng tốt. Đó, nếu bạn nào biết tiếng Anh thì có thể là viết thông tin bằng tiếng Anh ở đây. Nếu bạn nào biết thông tin không biết tiếng Anh thì có thể tiếng Việt. Thì cái phần này các bạn sẽ tự viết nhé. Nhưng mà mình sẽ hướng dẫn đôi chút là cái phần viết thông tin bổ sung. Cái phần thông tin bổ sung ấy, thì các bạn viết gửi đi thì chắc chắn sẽ có người đọc. Cho nên là các bạn hãy lưu ý này. Cái phần này ấy, các bạn khi viết này các bạn cứ có phần chào hỏi bình thường nhé. Sau đó thì đến cái phần nội dung của các bạn, hãy viết thật rõ ràng chi tiết những cái nội dung các bạn muốn, các cái ý bạn viết ra. Thì như vậy thì khi cái người support ấy, người ta đọc, người ta sẽ hiểu hơn và người ta có thể dễ hỗ trợ các bạn hơn. Ví dụ các bạn hãy chào hỏi bình thường, chào đội hỗ trợ đấy. Mình sẽ chọn một cái mình sẽ chọn ở đây một cái tin nhắn nói làm sao để cho nó phù hợp, một cái đoạn văn nó phù hợp, thì cái người hỗ trợ khi người ta đọc được cái này thì người ta cũng có thể sẽ hỗ trợ các bạn tốt hơn. Còn các bạn nếu có viết nó cộc lốc ra, nó không có cái nội dung cụ thể thì cái người đọc ấy, người ta cũng sẽ rất chi là khó hỗ trợ các bạn. Cái nội dung, cái vấn đề bạn gặp phải các bạn cung cấp càng chi tiết càng tốt nhá. Thì các bạn hãy ghi ở đây với những các cái ý chính thì các bạn có thể gạch đầu dòng này, sau đó các bạn viết này. Rồi sau đó sau khi các bạn đã gửi xong, đã điền xong cái thông tin này hoặc là các cái thông tin ở trên này xong thì các bạn hãy ấn vào nút gửi đi nhá. Các bạn hãy ấn vào nút gửi đi. Sau khi gửi đi thì sẽ khoảng độ tầm 48 tiếng đến 1 tuần. Nó tùy vào từng thời điểm nhé, bởi vì hiện tại tất cả các hỗ trợ yêu cầu gửi về Facebook ấy, thì đang bị delay rất là lâu, tức là bị chậm trễ rất là lâu, bởi vì Facebook thông báo vì có một lý do, đó chính là dịch Covid, nên là nhân sự về mặt mảng hỗ trợ của Facebook đang thiếu hụt rất là nhiều, cho nên họ đã thông báo là có rất nhiều trường hợp sẽ bị lâu trả lời hơn, cho nên các bạn hãy kiên trì đợi nhé. Thì sau đó thì cái phản hồi của Facebook sẽ được gửi về cái email của các bạn này. Nếu như cần thêm vấn đề gì thì Facebook nó sẽ gửi về thông tin về email cho các bạn nhé. Thì các bạn hãy truy cập vào email để xem cái thông tin Facebook nó yêu cầu hoặc là nó có gửi mã cho bạn như thế nào đó thì trong cái khu vực email này nhé. Thì các bạn để ý cái phần hộp thư của email đến này nhé. Rồi sau khi mình làm cái video này thì sẽ tin chắc có rất nhiều bạn xem được và cũng có nhiều bạn đang gặp vấn đề thực sự với tài khoản của mình. Và dưới cái video này sẽ có rất nhiều những cá nhân đi spam tin nhắn nói là hỗ trợ các bạn thế này thế kia. Để lại cái nick Zalo Facebook ở dưới phần bình luận này. Các bạn hãy lưu ý, hãy không làm theo những cái người đang yêu cầu các bạn nhắn tin đến Zalo Facebook này nhá. Bởi vì mình khẳng định với các bạn 99,9% là các cá nhân đang đi lừa đảo các bạn nhá. Các bạn đừng có bị lừa để mất tiền nhá. Mình sẽ không chịu trách nhiệm với những cái trường hợp mà các bạn gửi liên lạc đến những cái người comment xấu ở dưới cái Facebook này. Mình đã đi xóa và đi chặn rất nhiều rồi nhưng không thể nào hết được. Thì các bạn hãy thật tỉnh táo trong cái việc mà nhờ người hỗ trợ nhá. Rồi một lần nữa muốn nói cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn quan tâm đến cái thủ thuật Zalo Facebook thì hãy ấn vô kênh của mình để xem nhá. Có rất nhiều video hay ho về Zalo Facebook, như vào Zalo không cần mật khẩu, có thể đọc được tin nhắn Messenger của người yêu từ xa, rồi một số cái thủ thuật khác. Thì hãy ấn vào kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo nhé. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye. Nhớ ấn like nếu các bạn thấy video mình hay nhé.